skincare with eyes and sunscreen. Oh my god. It's like 10 o'clock. Trời. Trời ơi, nó đúng dễ. Tự nhiên chảy mũi má ơi. Lộn mà. Được. Sử dụng màu nâu các bạn này để đánh bóng mắt. Một kinh nghiệm môi mắt thì được. Đừng làm ô về quá má. Không ở nhà luôn, khỏi đi chơi. Màu số 1. Kiểu đánh tự nhiên lắm. Cái này là tự nhiên nhất đối với mình á. Không tham nhũ là tự nhiên lắm rồi đó.
khác dở hơn đi. Cái này quá make gray đúng dở luôn, đúng mua nhưng mà ý là cái này make gray hình như rẻ lắm. Hồi đó mua có mấy chục ngàn, ba chỗ cứ nó bảy nó tám đồ, không biết gì đâu chị ơi. Trời phải ẩu rồi đó ba, ẩu rồi đó. Ê cua. Trời ơi, còn 11 giờ rồi thôi. Coi như xong đi rồi nha. Coi như vậy đi ha, khỏi kể chứ mày. Bạn cũng biết kẻ đâu. Ok, bây giờ mình sẽ dùng đại cái sau này gì. Ăn cũng chơi thôi mà. Tự nhiên. Nhìn nha má. Cái này giống như kiểu xong kinh lì á ba. Đục có đục bậm tại vì nó sẽ hằn cái vết gì đó lên. Nên là bôi lên sẽ tán liền. Nó để hé lại nó sẽ lì. Ê bé má nhìn tao nè, tao setting spray đã vô cái xong rồi nó trôi mụn. A Di Đà Phật. Thôi tự trang má ơi. Buồn quá. Hè gì, thấy cái gì nó cay cay ai ngờ mẹ. Trời. Trời vui quá. Được cái sông môi còn dữ nè, cho nó lẹ 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 sắp tới giờ.